Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chào Ngày Mới của Truyền hình Nhân dân. Trước tiên xin chúc quý vị có một cuối tuần vui vẻ, thư giãn và đừng quên thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Còn bây giờ sẽ là những nội dung chi tiết của chương trình. Mở đầu chương trình là những thông tin cập nhật về dịch bệnh Covid-19. Thưa quý vị, thành phố Hà Nội đã ghi nhận hai trường hợp dương tính sau khi hết cách ly tập trung tại Hải Dương và một người nhập cảnh vào Hàn Quốc. Chiều qua ngày 28 tháng 8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội đã họp và yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để dịch bùng phát và lây lan trong cộng đồng. Từ hai trường hợp dương tính sau khi hết cách ly tập trung tại Hải Dương và một người nhập cảnh vào Hàn Quốc, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội yêu cầu các quận huyện kiến nghị cần xem xét lại việc bảo đảm thực hiện quy trình cách ly tập trung, tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm chéo ra cộng đồng, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền cũng như tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Qua công tác kiểm tra, việc phòng dịch tại các bệnh viện cũng cho thấy vẫn còn nhiều cơ sở chưa chấp hành nghiêm các quy định về bệnh viện an toàn. Ngoài 3 bệnh viện không an toàn vẫn phải dừng hoạt động thì cũng có đến 12 trên 76 bệnh viện trên địa bàn thành phố được đánh giá là an toàn ở mức thấp. Những đơn vị còn lại, đặc biệt là các phòng khám tư nhân sẽ tiếp tục được Hà Nội tập trung kiểm tra xử lý. Tái nhiễm và tái dương tính với SARS-CoV-2 là hoàn toàn khác nhau và đến nay thì Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào tái nhiễm, chỉ mới ghi nhận ca tái dương tính. Vậy thì làm thế nào để phân biệt được tái nhiễm và tái dương tính? Liệu những trường hợp này có sự lây lan hay không? Mời quý vị hãy cùng lắng nghe ý kiến của các chuyên gia y tế. Tái nhiễm là trạng thái một bệnh nhân đã khỏi hẳn bệnh, sau đó một thời gian nhiễm lại bệnh lần thứ hai. Cơ sở chắc chắn nhất để khẳng định bệnh nhân tái nhiễm SARS-CoV-2 là họ từng mắc COVID-19, đủ tiêu chuẩn khỏi bệnh và có thời gian dài sạch virus. Các trường hợp này sau đó mắc bệnh lần thứ hai, nuôi cấy virus có phát triển, qua đó chúng ta có thể kết luận bệnh nhân mang virus sống, thay vì mảnh xác tồn lưu từ lần nhiễm trước tái nhiễm ấy, là khi anh đã mắc một lần đầu rồi và anh đã khỏi bệnh rồi và hiện nay lại mắc mắc lại có những cái trường hợp có cái bệnh miễn dịch nó rất là cao ví dụ như sởi chẳng hạn người ta đã mắc một lần không bao giờ mắc lần thứ hai nhưng ở đây người ta cho rằng là covid ấy là có mắc lại bởi vì khi người ta giải trình dự gen ấy thì người ta thấy rằng là cái gen của cái lần mắc lần này nó khác với cái gen của cái lần mắc lần trước nhưng mà nói về miễn dịch thì nghĩa rằng là anh chưa có miễn dịch bền vững của cái lần mắc trước nên anh bị nhiễm lần thứ hai. Còn tái dương tính là trạng thái một bệnh nhân đang trong quá trình tiến triển của bệnh đã có những giai đoạn xét nghiệm âm tính rồi lại xuất hiện những lần xét nghiệm dương tính sau đó. Với những trường hợp này, các bác sĩ sẽ chỉ định xét nghiệm kiểm tra kháng nguyên, kháng thể, nuôi cấy virus. căn cứ vào kết quả cùng các yếu tố lâm sàng và dịch tễ, bác sĩ sẽ xác định họ khỏi covid 19 hay chưa, tái dương tính hay tái nhiễm. Việt Nam hiện chỉ ghi nhận một số trường hợp tái dương tính, còn chưa ghi nhận có trường hợp tái nhiễm. Về khả năng lây lan, hiện nay trên thế giới mới chỉ ghi nhận vài ca tái nhiễm đầu tiên nên chưa có dữ liệu để trả lời việc người tái nhiễm có khả năng lây lan virus hay không, còn những ca tái dương tính thì không có khả năng lây lan bệnh. Dương tính lại mà nuôi cấy thì không mọc và không lây lan. Và trong thời gian qua trường hợp của Hàn Quốc ấy, là gần 200 trường hợp nó cũng không lây. Và của Việt Nam vừa rồi rất nhiều những cái trường hợp dương tính lại cũng không lây nó chỉ là một cái gọi là cấu trúc di truyền tức là cái vật liệu di truyền còn sót lại của cái con virus đó ví dụ như là các cái mảnh vỡ tế bào hoặc là gì đó của cơ thể thôi chứ còn virus hoạt động thì không phải và đây cũng là một cái hy vọng cho cộng đồng bởi vì là như thế tức là cái những cái người mặc dù là có tiếp tục đào thải virus nhưng mà không nguy nguy cơ cho cộng đồng. Việc khoanh vùng cách ly những trường hợp tiếp xúc với các ca tái dương tính cũng là để bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch bệnh, người dân không nên hoang mang. Với tình hình dịch COVID-19 phức tạp như hiện nay, việc tránh tập trung đông người là vô cùng cần thiết để phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, vừa qua, Công an Phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra và xử lý một tiệm Internet vẫn lén lút hoạt động với số lượng khá đông những thanh thiếu niên tập trung chơi game. Tại thời điểm kiểm tra có 62 thanh thiếu niên đang tập trung chơi game tại hai phòng máy tính trong tiệm tại số 6 đường Nguyễn Văn Trỗi. Mặc dù cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra thế nhưng nhiều thanh thiếu niên vẫn chơi game. Hiện cơ quan công an đã lập biên bản thu giữ một số trang thiết bị máy móc để xử lý theo quy định của pháp luật. Chúng. Ngày 28 tháng 8 tại khu cách ly tập trung ký túc xá trường trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật và đào tạo cán bộ miền Trung Tây Nguyên. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã trao quyết định hoàn thành cách ly cho 24 công dân 24 công dân được cho quyết định hoàn thành thời gian cách ly đã thực hiện đủ 14 ngày từ ngày 15 tháng 8 đến nay. Các công dân này đều có kết quả xét nghiệm âm tính hai lần với SARS-CoV-2. Hiện sức khỏe tất cả các công dân đều ổn định, không có các dấu hiệu sốt, ho, khó thở và đủ điều kiện hết cách ly tập trung. Từ ngày 28 tháng 7 đến nay, khu cách ly ký túc xá, trường trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật và đào tạo cán bộ hợp tác xã miền Trung Tây Nguyên đã tiếp nhận cách ly tập trung 293 công dân liên quan đến các bệnh nhân COVID-19. Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Tam Kỳ, từ ngày 29 tháng 8 sẽ dừng hoạt động khu cách ly tập trung để bàn giao cơ sở sạch cho nhà trường để chuẩn bị bước vào khai giảng năm học mới. Xin được tiếp tục chương trình với những nội dung khác. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 8, Bộ Công Thương và Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh Vốn Nhà nước SCIC đã tổ chức lễ chuyển giao quyền đại diện sở hữu vốn nhà nước tại Tổng Công ty Bia rượu Nước Giải Khát Sài Gòn Sabeco về SCIC. Giá trị vốn đầu tư nhà nước tại Sabeco chuyển giao từ Bộ Công Thương về SCIC là hơn 2.308 tỷ đồng, chiếm 36% vốn điều lệ của Sabeco. Số cổ phần nhà nước nắm giữ là hơn 230 triệu cổ phần. Việc chuyển giao vốn nhà nước tại Sabeco được thực hiện theo quyết định 908 của Thủ tướng Chính phủ ngày 29 tháng 6 năm 2020 về việc phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020. Chiều ngày 28 tháng 8, tại hội nghị chuyên đề giải ngân vốn đầu tư công do kho bạc nhà nước thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với sự tham dự của các ban quản lý dự án đầu tư, các chủ đầu tư, nhiều nút thắt về giải ngân vốn đầu tư công đã được tháo gỡ. Trong năm 2020, kho bạc nhà nước thành phố Hồ Chí Minh được giao kiểm soát gần 5.000 dự án với tổng số kế hoạch vốn được giao là gần 49.000 tỷ đồng. Tính đến ngày 23 tháng 8 năm 2020, vốn đầu tư công giải ngân qua kho bạc nhà nước thành phố Hồ Chí Minh là 23.887 tỷ đồng. Tại hội nghị, kho bạc nhà nước thành phố Hồ Chí Minh nêu cụ thể nhiều chủ đầu tư thực hiện giải ngân đạt tỷ lệ cao, nhưng cũng có nhiều đơn vị thực hiện giải ngân thấp, thậm chí có những dự án chưa thực hiện giải ngân vốn. Do tác động của dịch bệnh COVID-19, nhà thầu lắp ráp gặp khó khăn trong việc tập hợp lao động, mua bán vận chuyển vật liệu xây dựng gặp nhiều khó khăn, do doanh nghiệp phụ trợ, cửa hàng phải đóng cửa, vân vân. Trong kiểm soát chi, kho bạc nhà nước đã phát hiện sai sót và từ chối nhiều khoản thanh toán, nguyên nhân hồ sơ thanh toán chưa bảo đảm tính pháp lý, người phê duyệt chưa đúng thẩm quyền, dự án kéo dài nhưng chưa được phê duyệt. Tại hội nghị, các đơn vị phân tích chỉ ra các nguyên nhân khiến việc giải ngân vốn đầu tư chậm để cùng tháo gỡ. Trong chiều qua, trại giam Gia Trung, Cục C-10 Bộ Công an, đóng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện nhân lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9. Dịp này, 534 phạm nhân đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện. Trong đó, 8 phạm nhân được giảm hết thời hạn, 20 phạm nhân được tha tù có điều kiện trước thời hạn. Các phạm nhân được giảm án đợt này nhiều nhất là 29 tháng, thấp nhất là 1 tháng, và hai phạm nhân được giảm án từ trung thân xuống còn 30 năm. Để được nằm trong diện giảm án và tha tù có điều kiện, các phạm nhân phải chấp hành tối thiểu 2 phần 3 mức án và có quá trình cải tạo lao động tốt trong nhiều năm liền. Thưa quý vị, một đám cháy lớn vừa xảy ra vào chiều qua ngày 28 tháng 8 tại một con hẻm trên đường Nguyễn Công Trứ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Sau nhiều giờ nỗ lực, đến 19 giờ tối qua, đám cháy đã được dập tắt. Nhiều người dân mắc kẹt trong đám cháy đã kịp thời được giải cứu. Đám cháy bùng phát vào khoảng hơn 17 giờ chiều ngày 28 tháng 8 tại một căn nhà trong hẻm 258 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Khói lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ ngôi nhà, cột khói bốc cao hàng chục mét có thể thấy được từ xa. Nguy cơ cháy lan trong khu vực dân cư đông đúc ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, trong khi nhiều người còn mắc kẹt trong căn nhà cháy. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 1 nhận tin báo đã điều động 7 xe chữa cháy và hàng chục lính cứu hỏa tới hiện trường dập lửa cứu người. Toàn bộ người nhà mắc kẹt trong đám cháy được kịp thời giải cứu ra ngoài an toàn. Đến sau 19 giờ, vụ cháy được dập tắt. Tuy nhiên, lực lượng phòng cháy chữa cháy vẫn tiếp tục xử lý hiện trường để ngăn nguy cơ lửa bùng phát trở lại. Ngày 28 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trợ Mới tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Dương Nguyễn Hoàng Vũ sinh năm 1994, cư trú ấp Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Khoảng 19 giờ 45 phút ngày 16 tháng 8, vợ chồng anh Đặng Minh Thành sinh năm 1976 và chị Nguyễn Thị Minh Tuyền sinh năm 1979, ngụ ấp Thị Một, xã Hội An, huyện Trợ Mới, điều khiển xe mô tô trên tỉnh lộ 944 thuộc tổ 10, ấp An Bình, xã An Thạnh Trung, huyện Trợ Mới thì dừng sát lề đường bên phải theo hướng phà An Hòa về ngã ba Cựu Hội, mở cốp xe lấy áo mưa để che mưa. Trong lúc lấy áo mưa thì bị xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 66A00001 do Dương Nguyễn Hoàng Vũ điều khiển chạy cùng chiều phía sau tông thẳng vào anh Thành và chị Tuyền. Cú tông mạnh đã làm cho anh Thành và chị Tuyền tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, Vũ đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, cha của đối tượng Vũ đã điều khiển xe 66A00001 đến cơ quan công an trình bày con ông đã gây ra tai nạn nêu trên. Cũng trong ngày hôm qua, công an tỉnh Lào Cai cùng các lực lượng chức năng đã tiến hành trao trả 10 đối tượng quốc tịch Trung Quốc có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng với các đơn vị chức năng đã phát hiện và bắt giữ hai xe ô tô chở 10 người Trung Quốc có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Quá trình điều tra, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ hai đối tượng cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sinh năm 1971, trú tại xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai và Nguyễn Trịnh Văn Hưng, sinh năm 1972, trú tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Hai đối tượng khai nhận từ đầu tháng 4 năm 2020 đến nay đã thực hiện chót lọt 6 chuyến xe chở người Trung Quốc vào sâu trong nội địa Việt Nam. Sau khi điều tra xác minh, Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành trao trả 10 đối tượng gồm 9 nam và 1 nữ cho lực lượng công an Trung Quốc để xử lý. Gần một năm sau khi mở thành công vòng cầu đầu tiên trên phố Phùng Hưng, Ban Quản lý Phố Cổ Hà Nội đang tiếp tục đục thông 5 vòng cầu liên tiếp. Tuy nhiên với tuổi đời trên 100 năm, việc đục thông như vậy cần được cân nhắc kỹ lưỡng cũng như có những dự án mang tính tầm nhìn chiến lược. Cụ thể, 5 vòng cầu được đục thông đợt này là các vòng cầu từ số 79 đến số 83 thuộc khu vực gồm cầu nối từ hàng cốt đến hàng dày. Đây là 5 vòng cầu đại diện cho từng kết cấu khác nhau. Tuy nhiên, việc làm này đặt ra nhiều băn khoăn về việc có bảo đảm an toàn đường sắt hay không. Trong các cái thỏa thuận của của ngành đường sắt, với lại địa phương ấy thì cũng khẳng định rằng là chúng tôi chỉ chấp nhận sau khi là ghi nhất là là đã đã nghiệm tu cái 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 kết cấu và đảm bảo rằng là cái tài trọng của nó phải đảm bảo cái an toàn. Sau khi phố Bích Hòa Phùng Hưng hoàn thành cách đây 2 năm, nơi đây trở thành địa điểm hấp dẫn với người dân thủ đô và du khách, tạo thành một sân chơi đô thị lành mạnh. Đó là cơ sở để ban quản lý phố cổ Hà Nội tiếp tục đục thông các vòng cầu, mở rộng không gian văn hóa. Tuy nhiên cần phải có tầm nhìn xa và rộng để khai thác hiệu quả và khoa học nhất chúng ta phải nhìn nhận nó một cái tầm nhìn nó dài hạn hơn ở đó nó tích hợp nhiều cái lợi ích hơn trong đó là gia tăng những giá trị về tài sản đô thị tài sản công không gian công cộng chứ nếu chúng ta mới chỉ xoáy vào những cái lợi ích trước mắt những vài quầy hàng mà tìm mọi cách để mà xoay sở để mà đục quét những cái cái vòng cầu mà trong cái các cái lập luận của nó chưa đầy đủ thì chúng ta cần phải cân nhắc Mọi thứ cần được triển khai một cách thận trọng nhất bởi xét cho cùng không thể đánh đổi giá trị cốt lõi là an toàn với bất cứ một giá trị nào khác. Tiếp theo chương trình mời quý vị khán giả cùng theo dõi chuyên mục điểm báo của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 28 tháng 8, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân chủ trì lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2020. Đến dự có đại diện các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban ngành, cơ quan trung ương, lãnh đạo Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các vị đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội. Báo Nhân dân số ra hôm nay có đăng tải bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi lễ với nhan đề Tin tưởng vào tương lai chung bừng sáng tốt đẹp của Việt Nam với các nước trong cộng đồng quốc tế. Bài phát biểu có đoạn ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tiếng hô vang lời thề độc lập trong ngày lập nước như đã kết nối muôn con tim người dân đất Việt đoàn kết cùng nhau, chung sức, đồng lòng dương cao cờ đỏ sao vàng tiến lên trong quá trình cách mạng, vượt qua muôn vàn gian khó, hy sinh để bảo vệ nền độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, quyền tự quyết của dân tộc và quyền mưu cầu hạnh phúc của mỗi người dân. Ngày nay tiến bước mạnh mẽ trên con đường 75 năm cách mạng vẻ vang, Việt Nam đang vươn tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử đó là minh chứng cho tinh thần, ý chí mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam, khẳng định vai trò là người bạn, đối tác tin cậy của bạn bè và đối tác quốc tế. Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 đã khiến cho nhiều kế hoạch của nhà đầu tư trong và ngoài nước buộc phải chững lại. Thế nhưng đã có gần 20 tỷ đô la Mỹ vốn ngoại đổ vào Việt Nam trong 8 tháng qua. Đây là thông tin trên báo Thành Niên. Theo các chuyên gia, đây thực sự là con số rất tích cực trong bối cảnh hiện nay. Báo cáo mới cập nhật của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, tính đến hết ngày 20 tháng 8, tổng vốn đầu tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 19,54 tỷ đô la Mỹ. Tuy giảm gần 14% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tổng vốn đầu tư mới lại đạt 9,73 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,6% so với cùng kỳ vốn điều chỉnh tăng thêm đạt gần 4,88 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 22%. Điều này phần nào cho thấy lo ngại về việc các doanh nghiệp trong nước bị thâu tóm do khó khăn trong đại dịch thực sự đã không xảy ra. Google, Facebook đang chiếm khoảng 70% doanh thu thị trường quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam. Tuy nhiên, đối với các quảng cáo mang nội dung độc hại, các quy định, chế tài xử lý còn thiếu, chưa đủ sức gian đe và chưa khả thi trong thực tế. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa xây dựng dự thảo nghị định nhằm sửa đổi vấn đề trên. Tại nghị định bổ sung sửa đổi nghị định 181 mà Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến, Bộ đề xuất bỏ quy định các tổ chức, doanh nghiệp muốn quảng cáo trên các nền tảng xuyên biên giới phải thông qua người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, bỏ quy định trước khi quảng cáo 15 ngày, tổ chức cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý có thẩm quyền, thông tin của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo Việt Nam đồng thời dự thảo đề xuất bổ sung trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới và điều chỉnh đầu bối cơ quan quản lý nhà nước về quảng cáo xuyên biên giới để bảo đảm thống nhất. Nếu dự thảo được thông qua, trách nhiệm của các bên được quy định rõ chắc chắn các nội dung xấu độc, trong đó có nội dung chống phá đảng, nhà nước, sẽ được ngăn chặn và có chế tài xử lý nghiêm, tạo môi trường lành mạnh hơn với các nền tảng như YouTube, Google, Facebook. Thưa quý vị và các bạn, trên nhiều báo số ra hôm nay đều đăng tải thông tin khởi tố bắt tạm giam chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Ngày 28 tháng 8, Bộ Công an cho biết cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Trung, sinh năm 1967, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước quy định tại điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh theo đúng quy định của pháp luật. Hiện nay cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra làm rõ hành vi sai phạm của các bị can trong vụ án Quý vị vừa theo dõi những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Còn bây giờ chương trình chào ngày mới sẽ được tiếp tục với những thông tin kinh tế xã hội hấp dẫn khác. Xin mời biên tập viên Khánh Thư. Vâng, xin cảm ơn trường quay S2. Thưa quý vị, đối với những người công nhân ngành điện Việc kiểm tra chất lượng đường dây, các vị trí cột, phát hiện và xử lý sự cố là rất khó khăn và vất vả. Ngoài việc bị ảnh hưởng của điện từ trường đến sức khỏe, công nhân đi phải xử lý sự cố còn phải vượt qua những khu vực có địa hình hiểm trở, thường xuyên đối mặt với những loại động vật nguy hiểm như ong, kiến, vắt, rắn. Và trước thực tế này thì các kỹ sư ở công ty truyền tải điện 2, thuộc tổng công ty truyền tải điện quốc gia đã nghiên cứu và phát triển hệ thống thiết bị bay giúp khắc phục những sự cố trên. Đây là một buổi kiểm tra đường dây của truyền tải điện Hòa Vang, đội truyền tải điện Đà Nẵng thuộc công ty truyền tải điện 2, truyền tải điện quốc gia. Trước đây, công tác kiểm tra định kỳ thiết bị, hành lang tuyến đường dây lưới điện truyền tải do nhân viên vận hành vẫn được thực hiện bằng cách đi dọc tuyến, treo lên cột để kiểm tra, gây mất thời gian và công sức. Những vấn đề là dây dây diều, bạc, ni hoặc là những dị vật nó vướng trên đường dây mà không cần phải cắt điện đường dây người công nhân khi cắt điện người công nhân phải ra dây rất nguy hiểm cho con người từ ý tưởng đó cho nên ban giám đốc nung nấu ý tưởng xa, lắp ráp một thiết bị à, có thể giải quyết được những vấn đề đó Gồm hai phần chính là hệ thống bay và bộ nhiên liệu xử lý vật thể lạ. Thiết bị UAV là một flycam thu nhỏ nhưng được chế tạo với hệ thống cánh quạt có sức cõng trọng lượng lớn hơn, bao gồm 8 cánh quạt được bố trí xung quanh. Phía dưới bụng của thiết bị có một bình nhiên liệu mini chứa xăng. Bình xăng này được kết nối với một đầu phun có gắn hệ thống đánh lửa. Khi có vật thể lạ như diều bay, cây cối khô, vật thể lớn có khả năng gây cháy vướng trên đường dây 500kV, các kỹ sư sẽ điều khiển UAV bay thẳng từ mặt đất lên vị trí có vật thể khi tiếp cận được, hệ thống phun nhiên liệu sẽ được kích hoạt và đốt đầu phun, đánh lửa, đốt cháy vật thể lạ. Hiện nay thì đối với 7 tỉnh của công ty đang quản lý, chúng tôi đã trang bị các flycam cũng như là UV triển khai toàn bộ các nội dung đi kiểm tra để mà phát hiện những cái nguy cơ kể cả là chống cháy này, rồi nguy cơ sạt lỡ những vị trí mà khó, khó khăn và tiết kiệm được cái sức lực của người công nhân cái vấn đề đó thì nó rất là hiệu quả và hiện nay thì EVN cũng như VTI cũng như là tiếp tục triển khai sâu rộng hơn nữa và nâng cấp hơn nữa để cái việc mà chúng ta sử dụng nó hiệu quả hơn trong công tác quản lý vận hành. Hiện UAV có tầm bay khoảng 1 km, thời lượng pin cho hành trình một lần bay khoảng 20 phút liên tục. Điều quan trọng là với mức thiết kế và tính toán của các kỹ sư, đường dây 500 kV hoàn toàn không ảnh hưởng khi UAV phun lửa xử lý vật thể lạ. Được biết, sắp tới các kỹ sư công ty Truyền tải điện 2 sẽ nghiên cứu đưa ra các giải pháp chống nhiễu cho thiết bị khi bay sát đường dây 500 kV và tìm cách xử lý những vật thể lớn hơn nằm vắt ngang đường dây. Trong tương lai, công ty Truyền tải điện 2 sẽ tiếp tục cải tiến và hoàn thiện thiết bị để bảo vệ đường dây 500 kV, mạch máu năng lượng quốc gia một cách hiệu quả nhất. quý vị một bản làng nằm ở lưng chừng núi, nơi ấy có những thửa ruộng bậc thang đẹp mắt, khi thì xanh mướt màu lúa non, khi thì lại vàng ruộng sắc mùa vàng. đó chính là những gì bạn sẽ bắt gặp ngay khi bước chân đến ngàn pạt, thuộc xã lục hồn, huyện bình liêu, tỉnh quảng ninh. đây chính là điểm đến mà chúng ta sẽ cùng ghé thăm ngày hôm nay. bản ngàn pạt là nơi cư trú của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số như giao thanh y, tày sán chỉ. Nếu ví bản ngàn pạt là một bức tranh với gam màu chủ đạo là sắc xanh của núi rừng, thì những bộ trang phục rực rỡ sắc màu của đồng bào các dân tộc chính là nét chấm phá làm cho bức tranh trở nên sinh động. Giữa bốn bể tuyệt sắc ấy, đi đến đâu, bạn cũng có thể nghe thấy những làn điệu dân ca độc đáo. Khi là âm hưởng ra diết, như lời tỏ tình của những chàng trai, cô gái người sán trì khi lại đơn sơ mộc mạc như kể câu chuyện hàng ngày của người dân tộc giao thanh y cùng thanh âm của núi rừng lời ca của con người làm nên khúc nhạc riêng cho bản ngàn pạt nếu muốn thử cảm giác cấy lúa ở trên thửa ruộng bậc thang thì bạn cứ để đạt người dân sẽ hướng dẫn bạn rất nhiệt tình muốn hiểu hơn văn hóa của đồng bào nơi đây bạn sẽ phải đi sâu vào trong bản làng tại đây bạn có thể tham dự các nghi lễ độc đáo tiêu biểu phải kể đến là lễ cầu mùa của người sán chỉ, lễ cầu mùa gắn liền với hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân, cầu mong một vụ mùa, mưa thuận, gió hòa, mùa màng, bội thu. Nếu lễ cầu mùa là nét đẹp của người sán chỉ, thì lễ mừng cơm mới của người Tài là hoạt động mà bạn không thể không tham gia khi đến đây. Ngay khi lúa gặt về được phơi khô, các gia đình người Tài sẽ tiến hành nghi lễ này người dân lựa chọn loại gạo nếp ngon nhất để làm cơm. Đối với đồng bào dân tộc Tài tại Bình Liêu thì cái lễ mừng cơm mới có mang cái ý nghĩa thế nào hả chị? Mình làm cái bữa này đấy thì để cúng tổ tiên, cảm ơn tổ tiên, phù hộ để thời tiết thuận lợi. Cả năm rồi thì mình làm được một bữa cơm như thế thì cảm ơn tổ tiên để cúng tổ tiên để phù hộ sang năm là cái gì cũng được. Cái món ăn chuẩn bị cho cái lễ mừng cơm mới của mình là những món gì ạ? À? Có cơm nếp rồi, đấy cơm lép lá gừng thì mình cho màu xuống là lá gừng rồi phải không thì còn những cái thịt ví dụ thịt gà thịt lợn các thứ giò chả mình cứ cho mời anh em hàng xóm mời anh em ruột một bữa số chín, người dân sẽ cho nước lá gừng vào trộn đều để tạo màu xanh và mùi thơm đặc trưng cho sôi. Đây là món ăn bắt buộc phải có trong lễ mừng cơm mới của người Tây và cũng chỉ được làm trong dịp lễ này sau khi hoàn tất lễ cúng mời tổ tiên các thành viên trong gia đình sẽ quây quần bên mâm cơm cùng nhau thưởng thức thành quả lao động của mình khi được thưởng thức bữa cơm ấy bạn sẽ không chỉ cảm nhận được hương vị thơm ngon của mỗi món ăn mà hơn cả là sự đầm ấm hiếu khách mà người dân dành cho mình những câu chuyện vui vẻ những nụ cười tươi giói sẽ là thứ làm bạn nhớ mãi khi tới đây trên đường rời bản Ngàn Pạt, bạn nên ghé thăm ngôi đình làng nằm cách đó không xa. Đây là ngôi đình làng duy nhất nằm trên địa bàn huyện Bình Liêu. Ngôi đình như một cột mốc văn hóa nơi vùng biển Viễn. Đình Lục Na là nơi thờ Thành Hoàng. Thành Hoàng ở đây tức là Hoàng Cần là người có công rất lớn trong việc dẹp giặc phương Bắc bảo vệ bờ cõi và mang lại cái sự bình yên cho các dân tộc sinh sống ở Bình Liêu. Ngôi đình này được xây dựng theo kiến trúc như thế nào ạ anh? Được làm theo kiến, kiểu kiến trúc nhà sàn của người dân tộc Tày trên địa bàn Bình Liêu. Ngôi đình làng uy nghi, bề thế, cuộc sống đậm sắc màu của người dân cùng những trải nghiệm thú vị làm nên chuyến hành trình trọn vẹn. Tiểu mục vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.